Việc khai thác quặng titan có trong các ven biển miền Trung đã tạo ra những ảnh hưởng rất xấu đến môi trường trong nhiều năm nay. Vào tháng 11 năm 2013, bùn đỏ từ các khu vực khai thác titan tại huyện Hàm Thuận Nam đã tràn vào khu vực nhà dân, ruộng đồng, làm thiệt hại rất nhiều hoa màu. Tháng 3 năm 2014, một cuộc biểu tình lớn tại khu vực khai thác titan ven biển tỉnh Ninh Thuận đã dẫn tới bạo động, đốt nhà xưởng và vài người bị bắt. Lúc ấy, một người dân Ninh Thuận tại khu vực khai thác titan nói với chúng tôi. Là cái nguồn nước đó là ảnh hưởng, nói chung là nước là để mình sinh hoạt mà, đâu có nước máy đâu. Nó con xuống đó, nó lấy bằng titan là khoảng mấy chục mét. Sau này lòng đất ở dưới đó nó sập lòn lò lần. Thí dụ mà sau này á, ví dụ nó tắt nhà lên nó sập làm sao. Rồi ảnh hưởng đến nguồn nước nữa, nói chung là ảnh hưởng nhiều mặt lắm. Tại vì trong cái bằng titan nó cũng có cái chất gì để nó lọc cái nguồn nước mà. Theo tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang, quặng titan có trong các ven biển miền Trung, nhất là tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, rất dễ khai thác. Và theo ông, chính điều đó đã làm nên những tác động xấu đến môi trường trong nhiều năm qua. Ông nói với chúng tôi vào năm 2014, ngay sau khi xảy ra vụ bạo động tại Ninh Thuận. Cái việc khai thác nó dễ dàng như vậy, cho nên nó dễ trở thành vô tổ chức. Đôi khi người ta làm phản hại cả những cái vùng rừng cây trắng khác, làm sụt mất mạch nước ngầm, ô nhiễm và ảnh hưởng trầm trọng cuộc sống của dân địa phương. Các khu vực có quặng titan lại cũng là những khu vực cùng các ven biển miền Trung, rất thuận lợi cho ngành du lịch. Theo báo Tuổi Trẻ, chính việc cấp giấy phép khai thác titan tại Bình Thuận đã làm ngưng lại các kế hoạch xây dựng khu du lịch tại tỉnh này. Cũng theo báo Tuổi Trẻ trích lời một số nhà khoa học trong nước, không nêu tên, thì chính việc khai thác titan đã kiềm chế việc phát triển kinh tế trong mấy năm qua tại tỉnh Bình Thuận. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, thì giá trị của quặng titan rất lớn nên tỉnh Bình Thuận hy vọng rằng sẽ thu được một nguồn thu lớn từ việc khai thác nó. Nhưng ngay lúc này, ông cho rằng tỉnh Bình Thuận nên chọn ngành du lịch để phát triển. Theo tôi thì trước mắt nên chọn du lịch, bởi vì du lịch sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra nhiều thu nhập cho người dân hơn. Sau khi mà Bình Thuận đã có giải quyết được rồi thì lúc bây giờ có thể tính đến cái việc là khai thác một cách rất là cẩn trọng, theo những các cái quy định về công nghệ chặt chẽ để khai thác một cái sản lượng titan nhất định. Theo báo chí trong nước, tại tỉnh Bình Thuận có 7 giấy phép khai thác titan do Bộ Tài nguyên và Môi trường ký, nhưng hiện nay bị ngưng lại do tác động xấu đến môi trường. Cách đây vài ngày, cũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giấy phép đổ chất nạo vét xuống biển cũng do Bộ này ký đã bị dừng lại vì sức ép rất lớn của công luận. Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi là ông Trần Nhơn nói với chúng tôi, với cách tổ chức của chính phủ hiện hành, với những bộ rất lớn như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, không thể giám sát được những hoạt động kinh tế ngày càng phức tạp. Và cũng theo ông Trần Nhơn, thì với mức độ quyền lực quá lớn của các bộ to lớn này, chính phủ trung ương không biết được những việc diễn ra bên dưới. Tôi nhìn lại 15 năm thành lập cái Bộ Tài nguyên và Môi trường đó, thì tôi thấy là vừa rồi các ông có tổ chức kỷ niệm rồi này, các đánh giá 15 năm rồi tung hô là các, nhưng mà tôi thấy cái 15 năm đó là nói chung là thất bại. Cái đám bộ dưới này bây giờ là nó lừa chính phủ, nó lừa thủ tướng, nó có cái gì là nó lập đề án lên, thế là nó đút lót nó lên, nó chạy, thế là nó đút nó phòng bị không biết là nó coi như là ok, thế là trình là thủ tướng là họp rồi chính phủ rồi cũng bàn qua rồi cũng là quyết rồi cũng quyết, cuối cùng là cai mấy bộ trưởng này là quyền rất lớn nhưng mà làm ăn rất là mê bối, tôi nói ông như thế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nói đến chuyện ở địa phương không thực hiện đầy đủ những quy định khi tiến hành khai thác khoáng sản. Đã có cái hiện tượng là nhà khai thác không tôn trọng các cái quy định về bảo vệ môi trường, về hoàn thổ, nhưng mà cơ quan địa phương thì cũng chưa phát hiện được. Đấy là những các cái điều đáng chú ý trong cái mâu thuẫn giữa là phát triển du lịch và phát triển khai thác titan ở Bình Thuận. Trong bài phóng sự ảnh vào ngày 14 tháng 8 năm 2017, báo Tuổi Trẻ cho biết mặc dù các dự án khai thác titan tại Bình Thuận đã bị dừng lại, nhưng tại nhiều nơi ở tỉnh này, hoạt động khai thác vẫn diễn ra. Chúng tôi có liên lạc với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để hỏi về việc này, nhưng không liên lạc được. Theo ông Trần Nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên chỉ làm hai công việc là kiểm soát các vấn đề môi trường và quản lý đất đai mà thôi.